Dựng chuyện xuyên tạc về bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân để chống phá. Với âm mưu kích động thoát chung và bằng những thủ đoạn đê hèn, những kẻ chống phá không ngừng tung các luận điệu xuyên tạc hòng hướng đái dư luận theo những mưu đồ tăm tối. Mới đây, đối tượng Bùi Long Quân, một tên tài khoản trên mạng xã hội Facebook, thường xuyên vẽ chuyện ly kỳ hấp dẫn về các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, quân đội và công an, hướng lái độc giả theo chiều xuyên tạc theo thuyết âm mưu trên mạng xã hội. Ngày hôm qua, đối tượng Bùi Long Quân trắng trợn xuyên tạc để tung tin cho rằng Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp ủy viên của Bộ Chính trị Trung Quốc tại một khách sạn 5 sao. Theo lệnh từ Giám đốc Sở Ngoại vụ, thì Ban Giám đốc khách sạn phải tắt điện và dùng chậu cây để che tấm bản đồ ghi rõ Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Nhân viên khách sạn phản ứng lại nhưng Sở Ngoại vụ dùng uy lực để khiển trách Ban Giám đốc. Việt Nam thực sự đã bị bán rẻ bởi bọn phản quốc đội lốt cán bộ nhà nước. Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm nay đối tượng Bùi Long Quân lại tiếp tục dựng chuyện. Nội dung như sau. Lỡ rồi, cho thêm một tin nữa. Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh trong lúc tranh cử chức chủ tịch nước đã bị đầu độc ngay tại bữa ăn. Cũng may nhờ phía Nhật Bản cấp cứu. Thủ phạm là NPT và NXP. Tức Bùi Long Quân ám chỉ Tổng Bí thư và Thủ tướng. Ghi chú, từ lúc là phó thủ tướng, trong lúc say rượu tại khách sạn Rex, đã từng bị tôi chửi ngay mặt vì đứng nói chuyện lèng èng gây ách tắc giao thông. Lúc đó tôi phụ trách đoàn đại biểu Đan Mạch mới dự hội nghị xong. Hết trích. Rõ ràng câu chuyện này là một câu chuyện khôi hài, nhưng xem ra lại có giá trị với những kẻ chống phá, để rồi chúng chụp ảnh đoạn tin trên và chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Với vấn đề này, chúng ta thấy thuyết âm mưu do đối tượng Bùi Long Quân thực hiện cùng với sự hợp tác của các đối tượng chống phá khác trên mạng xã hội nhằm tạo ra một câu chuyện hoàn hảo. Thủ đoạn tung tin và loan tin được dựng sẵn với chiêu bài. Đối tượng Bùi Long Quân là người tung tin lên mạng như là một người tình cờ, một người được biết câu chuyện để rồi hàng loạt các kẻ chống phá khác chụp lại đoạn tin này để chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Chắc hẳn chúng ta vẫn chưa quên vụ thuyết âm mưu trên mạng xã hội khi họ cố tình dàn dựng về vụ hai thiếu nữ ở Hưng Yên bị chết trên đường hay vụ phóng viên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh bị chết cũng đã tạo tin trên mạng theo thuyết âm mưu để làm đau đầu cơ quan chức năng cũng như chính gia đình nạn nhân. Để rồi gia đình hai thiếu nữ bị kích động dẫn đến vi phạm pháp luật hình sự, bị bắt và bị khởi tố. Hai đoạn tin trên và nhiều tin khác do đối tượng Bùi Long Quân tung lên mạng theo cách tạo tin, dựng tin, bịa đặt tin tức và theo đó sẽ có một đội ngũ loan tin hòng tạo dư luận trên mạng xã hội. Như vậy, những người dễ kích động sẽ bị kích động, những người dễ tin sẽ rất dễ tin. Mục đích của việc tạo tin này nhằm làm chuyển hóa nhận thức của người xem, hòng kích động lòng căm thù các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, công an và bài xích Trung Quốc. Những câu chuyện tạo dựng có chủ đích chống phá do đối tượng Bùi Long Quân dựng lên những ngày qua có tác động xấu đến dư luận xã hội, nhất là khi các đối tượng chống cộng cực đoan chia sẻ theo bầy đàn. Chúng tôi đề nghị các cơ quan vào cuộc điều tra đối tượng Bùi Long Quân để xem xét xử lý theo pháp luật, đồng thời công bố thông tin để dư luận có nhận thức đúng đắn về vấn đề này.